xin chào tất cả mọi người nhá. Quay trở lại với kênh YouTube của mình là Phạm Tuấn Intertime gần đây. Và hôm nay, cháu nói mình không quay clip anh em nhỉ. Hôm nay thì là mình quay cái clip Trinh bỏ nhà đang dọn đồ ấy. Đúng rồi anh em ạ. Thì là clip hôm nay là clip sau mình sẽ nói vấn đề vali để sau. Clip hôm nay là clip mình muốn dành tặng đến tất cả học viên và muốn cho mọi người xem là hôm nay là ngày kết thúc phải không? Viên khóa thứ 7 của mình anh em nhé. Hôm nay là ngày 16 anh em ạ. Thì hôm nay là ngày kết thúc vòng viên khóa 7 của mình. Qua quãng thời gian anh em học thì cũng có rất nhiều anh em chăm chỉ. Và anh em cũng biết rồi, trong một lớp thì trường cũng có rất nhiều anh em chăm chỉ và rất nhiều anh em lười. Những người chỉ lên đây để chơi và có những người chỉ lên đây để tham khảo trải nghiệm thôi. Nhưng ngoài trong số đó có rất nhiều người chăm chỉ và có rất nhiều người đã kiếm được tiền rồi anh em nhé. Thì là mình dạy về Facebook mà, khóa này chủ yếu về Facebook. Chỉ có một bạn sửa simmer thôi đấy. Và hôm nay là tất cả anh em đang cùng ngồi lại với nhau để cùng nấu lên một bữa ăn thật ngon đấy. Ăn lẩu anh em mình khóa 6 trước thì anh em kết thúc bằng ăn nướng, nhưng khóa này mình muốn đổi phong cách một tí là anh em mình ăn lẩu anh em ạ. Và khóa này cũng như khóa trước thì có tất cả anh em cùng ở lại để ăn rất là đông, nhưng khóa này thì một số anh em đã có việc về, bởi vì là đợt này cũng dịch, cô mình cũng có một số người nghi vấn bị dịch, cho nên một số anh em nhanh chóng về trước để không bị cách ly. Thì một số anh em đã về rồi, hiện tại là còn tất cả những anh em đã ở lại để ăn mình cùng bữa tiệc của anh em ạ. À, xuống đây, mọi người cùng xuống đây theo mình nhá. Sau khi mình học xong ra thì mình có thể là mình biết tất cả các dạng gì anh Lai Chi nói như kiểu diễn giả kinh doanh rồi mình biết tất cả các dạng luôn, mình có thể kiếm ra tiền cho mọi người, vừa học vừa kiếm ra tiền luôn đấy. Thật mình khoa học vẫn là vừa học vừa kiếm ra tiền cho anh em thì mày nó kiếm ra tiền luôn mà đúng rồi. Mình nói chung là anh em nào mà muốn tham gia khóa học về Facebook thì nên như này, học vẫn rất là uy tín luôn nè. Thế anh luôn, em cũng là nhiều khách của mình, xin lỗi mọi người nhá, lượng khách của mình ngày đến vài nghìn người thôi anh em ạ. Bây giờ khách cũng cho anh em hết. Anh tính bây giờ anh mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Hoàng, mình đến từ Bình Phước mọi người. Facebook của mình là Nguyễn Minh Hoàng, Zalo của mình là 0976272589. Anh em nào muốn tham gia khóa học thì cứ hẹn cho mình mọi người. Đúng lúc nhỉ. Đúng rồi. Đó. Giới thiệu ấy. Sau 30 ngày, 40 ngày tham gia khóa học thì anh cảm thấy như nào? Cho anh em nhiều hơn, chỗ ăn ở, chỗ thứ như nào? Có định tiện nghi không? Anh không có nói anh không? Mình tham gia khóa học thì cảm thấy rất là ok, rất là bất ngờ. Em không gần anh ạ, anh không quảng cáo dịch vụ của anh à? Không ạ, anh nghe đây để trải nghiệm đúng không? Đây. Đây là xin giới thiệu mọi người, đây là diễn viên trong vai đi cùng mình đến trả thù đội thi anh em. Trên phim nói đi, anh quay hết cổ. Nói đi, anh quay hết cả người mà nói đi. Chào mọi người nhá. Mình tạo ghi Facebook của mình là Đào Duy Hơn. Nếu mọi người ai muốn liên hệ dịch vụ Facebook nào thì email mình nhá. Thế không? Đúng không? Đó thì ngắn gọn, ngắn gọn. Đây. Xin lỗi mọi người nhá, học viên của mình bây giờ toàn là diễn viên hết anh em. Toàn là diễn viên luôn. Mà có những pha chết phun máu như thật luôn. Xin chào mọi người nhá. Mình là người thì anh, Facebook nào cũng như anh luôn. Mọi người muốn làm dịch vụ Facebook thì nên cho mình nhé. Được rồi, anh nói đi anh. Mình xin chào mọi người nha. Mình tên Tuấn, mình đến từ Đắk Lắk. Mình tham gia khoa học. Đấy, nhiều người đã hỏi là ở xa ở không như đây, Đắk Lắk đây. Cách mình gần hơn mình đây. Ai cũng muốn nhu cầu dịch vụ Facebook thì liên hệ với mình nhá. Nickname mình là Nguyễn Tuấn. Những phải mình đang mình từng nhớ các bạn. Mới về xong lại nhiều nhá. Rất nhiều anh em học viên của mình thích đi cà phê ở thể mất tích á. Đây anh.
trao đổi tí nhỉ? Sau thần bia, thần bia. Thấy như nào về về học về anh em ở đây? Nói về Lưu Vọng thì mình thấy phòng học rồi các chú rất là chỗ ở rất là đẹp, để em sạch sẽ. Đấy, còn về anh em trong đây thì lúc đầu mới lên thì bây giờ quen nhau thì rất là thân thiện. Rồi mọi người dạy này cũng là rất thân thiện từ bên chỗ Tuấn đến tất cả anh em từ các nơi tới. Các bạn có sai không? Không phải sai chứ. Sai nhá. Đâu, mặc nước Hải. Ai đồ mặc Hải. Trời cười đi, giới thiệu mọi người đi. Con đỏ đi. Mình thôi thôi ạ. Chúng chí này hơi ngại nhưng mà nhìn thấy thôi. Là một diễn viên chết thôi, được chọn cho phim mình ấy. Con đỏ ngầu nhỉ. Con đỏ ngầu luôn. Ngại luôn này. Đúng rồi, chuyện nghỉ rồi. Các anh em ăn lẩu nhá. Tí anh mình say mình quay tiếp cho mọi người nhá. Khóa tiếp theo là mình không nhận nữa. Những bạn nào mà tiếp tục cọc thì là mình dồn vào khóa 9 anh em nhé. Đây, nói của nó phép mọi người xem. Mọi người khóa 8 rồi, mình bấm số 8 nhé. Bởi vì những ai học, những ai đăng ký học đều phải cọc hết, cọc tiền rồi. 8 đây, 1, 2, 3, nói chung là đây khóa 8 đây cho anh em xem này. Đấy, và là những người đã cọc rồi cả trên Facebook đó. Đây là mỗi Zalo thôi. Thì chưa học hết khóa 7 và khóa 8 anh em đã cọc hết rồi, cho nên là cứ 20 người này về là 20 người khác lên luôn anh em ạ. Cho nên là những bạn nào mà muốn tham gia khóa học của mình ấy thì hãy lên đăng ký luôn từ ngay bây giờ để tránh mất slot anh em nhé. Vẫn có nhiều bạn lẻ tận, nói chung là vừa đấy mình đếm số cọc là khoảng 27 người anh em ạ. Thì là 7 người của người cọc sau cùng sẽ dồn vào khóa thứ 9 anh em nhé. Vì một khóa bây giờ mình nhận 20 người thôi để đảm bảo chất lượng của học anh em ạ. Thế là chỗ học của mình thì anh em cũng đã biết rồi, nhà cửa mình anh em đã biết rồi. Máy tính các thứ và những gì mình làm được anh em đã đều biết hết rồi, cho nên là cũng không phải gì để nói nữa anh em ạ. Những bạn nào mà muốn thắc mắc hay tìm hiểu thì inbox với mình qua Zalo 0911222229 các bạn nhá. 0911 562 169 á. Mình sẽ tư vấn cho anh em rõ ràng về khóa học. Bạn nào đồng ý học thì ok, làm việc đăng ký thôi, còn bạn không học thì có thể đi ra. Đấy. Bây giờ đợi đồ ăn lâu quá anh em ạ. Cho anh em ngắm cảnh ngoài tí nhá. Và bộ phim Đường Cùng 4 của mình đang được quay rồi anh em ạ, đang được quay rất là hay luôn. Phim Đường Cùng 4 này sẽ gộp tất cả học viên của 3 khóa, khóa trước nữa, khóa này và cả khóa sau nữa anh em ạ. Bởi vì là hiện tại bây giờ vẫn chưa quay xong và phải nhờ thêm cả các diễn viên của khóa tiếp này đến nữa. Tức là 20 bạn chưa đến của khóa 8 này, 2 bạn chưa đến, mình sẽ nhờ 20 bạn này để đóng, mình giúp bộ phim Đường Cùng 4 cho đầy đủ anh em ạ. Còn bây giờ là đang thiếu diễn viên. Chung quy là cũng đã tiêu hủy được 50 diễn viên rồi. Đây 20 diễn viên nó lên là để tiêu hủy lốt anh em ạ. Thì là bộ phim của mình nó cũng được đến tầm 60-70 diễn viên diễn rồi anh em ạ. Gọi là được. Bộ phim này thì mình muốn làm lên để cho mọi người vui thôi, mang tính chất là vui, giải trí, cho anh em xem đã mắt thôi, chứ không quan trọng về doanh thu hay gì cả. Lương YouTube của mình bây giờ một tháng được 20 triệu anh em ạ. YouTube là một tháng được 20 triệu thôi. Đấy. Nhiều bạn hỏi lương tháng thì bao nhiêu? Đấy, 20 triệu là cái này đây. Thì bây giờ mình nhận về học viên YouTube anh em nhé. Mình nhận tất cả về 3 thứ là Facebook, YouTube và Streamer anh em ạ. Đấy. Thì là hứa mọi người là clip sau sẽ là clip hai anh em nhé. Clip này thì là clip vui chơi giải trí để mọi người nắm được cái khóa học của mình. Những bạn muốn kiếm tiền và tìm hiểu với mình thì nắm được là môi trường học và như nào anh em nhé. Bây giờ thì mình đợi cơm anh em ạ. Thôi uống nước ngọt làm gì, không biết hết đi. Đâu anh em ngồi đây đi. Đâu anh em ngồi đi. Anh em uống ngọt rồi. Anh ngồi á? Con đứng chỉ ngồi thế này. Anh ngồi đâu? Ông nào uống nhiều bia sẵn đây. Con thịt bò em, con thịt bò. Ừ, đây à. Không có số không? Các không? Trên mọi người, mọi con đường đi á. Là nhìn nhiều này. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Đã có duyên kiếp này, đã gọi là anh em, như huyết thống cùng nhau. Dù khó khăn thế nào, bạn hãy nhớ còn tôi, cho dù bạn